Sáng ngày 16 tháng 5, cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã nô nức đi bầu cử sớm để chọn ra người đủ đức, đủ tài, trở thành đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, toàn huyện có 17.487 cử tri, trong đó 6 xã vùng biên giới gồm xã Đắc Rin, Đắc Bre, Đắc Tôi, La Dê, La E và Chơ Chun, có hơn 4.854 cử tri đi bầu cử. Việc tổ chức bỏ phiếu diễn ra trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các cử tri đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ngoài ra, các xã thuộc huyện Nam Giang cũng bố trí nhiều thùng phiếu phụ để đến tận nhà những cử tri không thể trực tiếp đi bầu cử, giúp các cử tri thực hiện nghĩa vụ. Ngày hôm nay là ngày vui của dân bầu cử để chọn những người có đức, có tài, có công hiến xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, phục vụ quê hương. Thì bởi dân là tấp nập, ai cũng tập trung từ sáng giờ, bây giờ tiến hành làm việc từ 7 giờ sáng đến giờ phút này. Qua theo dõi, tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị bầu cử sớm của huyện Nam Giang đối với 6 xã miền núi. Và là vừa phòng chống dịch hết sức là chu đáo, có khoảng cách, có khẩu trang, khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vô khu vực bỏ phiếu. Sau cuộc bầu cử này, chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm để tổ chức còn lại 235 xã trên toàn tỉnh vào ngày 23 tháng 5 2021. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, tại 24 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm của 6 xã vùng biên giới, huyện Nam Giang, cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.